Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình sáng nay có những thông tin nổi bật sau đây. Dự án đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa kỳ vọng giải quyết ùn tắc khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Các vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị đón khách. Kêu gọi mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa là 9,5% một năm. Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án tử hình. Kính thưa quý vị, với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng, dự án đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa kết nối với nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khởi công vào cuối tháng 12 năm nay. Tuyến đường khi đưa vào hoạt động sẽ xóa thế độc đạo của đường Trường Sơn. Đây là một trong những nguyên nhân khiến khu vực sân bay luôn bị ùn tắc, kẹt xe trầm trọng. Đường nối Trần Quốc Hoàng Cộng Hòa quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh rộng từ 25 đến 48 mét với 6 làn xe tại hai giao lộ Phan Thúc Duyện, Trần Quốc Hoàng và Trường Chinh, Tân Kỳ, Tân Quý sẽ được xây dựng hầm chui, giúp cho cái việc mà kết nối về phía Tây nó được thuận lợi hơn, làm giảm cái giảm tải cái đường vào hiện nay đối với nhà ga T1 và T2. Dự án này có hơn 90% đất quốc phòng với diện tích gần 12.000 hecta cần thu hồi. Thành phố đang làm việc với các đơn vị của Bộ Quốc phòng về nội dung hoán đổi đất theo quy định. Cái mốc chúng ta là chậm nhất là trước 15 tháng 2 năm sau, toàn bộ công tác thu hồi đất của quốc phòng cũng như với các hộ dân sẽ được hoàn thành. Với việc khởi công dự án đường nối Trần Quốc Hoàng và xây dựng nhà ga T3 sắp tới, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ thay đổi bộ mặt của hạ tầng giao thông quanh khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, góp phần giải quyết vấn đề ùn tắc cũng như nâng cao năng lực khai thác, giảm tải cho sân bay. Mùa lễ Giáng sinh đang đến gần với mong muốn mang lại niềm vui cho các bệnh nhân đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật. Bệnh viện Nhân dân Gia đình Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức buổi hòa nhạc chia sẻ yêu thương. Khác với khung cảnh ồn ào tấp nập của ngày thường, không gian trong khu viên bệnh viện trở nên bớt hối hả hơn. Tất cả mọi người cùng dừng lại và lắng nghe những giai điệu du dương đến từ đội hòa nhạc. Cái hòa nhạc với tựa đề là chia sẻ yêu thương, để mục đích là làm cho chia sẻ những cái đau đớn, giảm bớt những cái đau đớn của người bệnh và giúp cho cái tinh thần của người bệnh sẽ tốt hơn. Cũng trong sự kiện, các bệnh nhân đã được trao tặng những phần quà nhỏ nhân dịp Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới. Chia sẻ yêu thương này đến giúp cho bà con là cũng như là vui vẻ, phấn khởi và có tinh thần để mau hết bệnh để xuất viện về. Tại chương trình, khán giả được nghe phần biểu diễn nhạc giao hưởng từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và các tiết mục ca hát của ban nhạc đến từ Hàn Quốc. Đây là hoạt động ý nghĩa mang lại niềm vui, tiếng cười và là động lực giúp bệnh nhân vượt qua bệnh tật. Các vườn quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đã bắt đầu chín rộ. Một số nhà vườn đã đón khách vào tham quan, vừa phát triển kinh tế gia đình, vừa góp phần quảng bá đặc sản vùng Lai Vung đến với du khách gần xa. Với diện tích hơn 1,4 hectare, năm nay là năm thứ tư, vườn quýt hồng Hưng Phát mở cửa đón khách tham quan. Vườn quýt hồng này cho nhiều trái, kích thước đồng đều, có màu sắc bóng đẹp. Khách đến đây thì thích ăn uống ở trong tại vườn. Đặc sản của Hưng Phát là con cá lóc sốt quýt hồng. Bên cạnh đó những món ăn khác kèm theo cái thực đơn cho khách gia đình được phong phú hơn. Tại xã Long Hậu, gia đình anh Đào Nhật Linh cũng vừa mở cửa đón khách tham quan. Khu vườn của anh rộng 2 hectare, trồng nhiều loại cây ăn trái có múi như quýt hồng, quýt đường, cam sành và bưởi da xanh. Du khách đến với các nhà vườn để tìm lại những không gian yên bình, trù phú của những làng quê. Các cái chủ cơ sở tham quan, nhân viên để tập huấn về nâng cao cái nghiệp vụ đón khách du lịch. Huyện Lai Vung được mệnh danh là xứ sở quýt hồng bởi thời hoàng kim, nơi đây có hơn 1.000 hecta trồng quýt hồng. Tuy nhiên hiện toàn huyện chỉ còn gần 300 hecta canh tác loại cây này. Rạng sáng ngày 16 tháng 12, đồn biên phòng Mũi Né Bộ đội Biên phòng Bình Thuận đã tổ chức lực lượng tiếp nhận, tiến hành chăm sóc sức khỏe và tổ chức bàn giao 4 ngư dân được cứu khi trôi giạt trên biển cho gia đình. Trước đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12, tàu cá BV 95709TS do ông Nguyễn Lê Anh Tuấn, sinh năm 1993, trú tỉnh Ninh Thuận làm thuyền trưởng, khi đang neo đậu tại vị trí cách bờ biển Mũi Né khoảng 17 hải lý về hướng đông đông bắc thì phát hiện 4 người đang bơi dưới biển kêu cứu.
Phát hiện sự việc, ông Tuấn cùng thuyền viên trên tàu đã tiến hành cứu vớt 4 người bị nạn lên tàu, sơ cứu ban đầu và cho tàu di chuyển chở người bị nạn vào bờ. 4 người bị nạn trên biển hành nghề câu ven bờ, đi trên tàu do ông Trần Phương làm thuyền trưởng, xuất bến vào ngày 14 tháng 12 tại bãi ngang thuộc huyện Tuy Phong. Trưa ngày 15 tháng 12, khi đang khai thác hải sản tại vị trí trên, thì tàu bị sóng lớn đánh úp, nhận chìm. 4 thuyền viên trên tàu nhanh chóng ôm các thùng nước để bơi và sau đó được cứu vớt. Hiệp hội Ngân hàng kêu gọi các ngân hàng thống nhất áp dụng mức lãi suất huy động tại các kỳ hạn tối đa là 9,5% một năm. Đã có 17 ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay, mức giảm từ 0,5% đến 2%. Đó là những động thái quyết liệt từ hệ thống ngân hàng ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay. Tổ chức tín dụng cũng rất đồng thuận là ngoài cái việc đảm bảo huy động lãi suất tiền gửi 9,5% tối đa thì sẽ đồng thuận là giảm lãi suất cho vay ở mức từ 0,5 đến 2%. Agribank đã quyết định dành ra 1.000 tỷ để hỗ trợ cho khách hàng với cái mức hỗ trợ là 20% lãi suất đang áp dụng đối với dư nợ hiện hữu. Chúng tôi quyết định giảm 1% cho toàn bộ đối tượng khách hàng với quy mô dư nợ khoảng 500.000 tỷ và chiếm khoảng một nửa danh mục tín dụng của chúng tôi. Giảm lãi suất nhưng không thể để các ngân hàng rơi vào tình trạng suy yếu về mặt năng lực tài chính, nhưng cũng không thể để lãi suất tăng gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Chúng tôi rất cần cái sự đồng thuận và cái sự gọi là chung tay, liên kết trách nhiệm của tất cả các ngân hàng dù lớn dù nhỏ, dù nhà nước có vốn hay là của các ngân hàng tư nhân. Ngân hàng nhà nước cũng quán triệt các ngân hàng thương mại giảm lãi suất nhưng không được tăng các loại phí, không để tình trạng giảm tay trái nhưng lại tăng tay phải. Trong phần sau, mở rộng điều tra vụ án lưu hành tiền giả mệnh giá 500.000 đồng. Cháy bãi đất trống sát bên một khu nhà trọ khiến nhiều người hoảng sợ. Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ hình sự hai đối tượng Nguyễn Ngọc Hiền sinh năm 1986, trú thành phố Hà Nội và Trần Văn Duy sinh năm 1984, trú tỉnh Bắc Giang về hành vi lưu hành tiền giả để mở rộng điều tra vụ án. Sau khi nhận được thông tin tố giác trong nhân dân về một số đối tượng sử dụng loại tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi là tiền giả để mua hàng hóa, đội cảnh sát hình sự công an thành phố Tuy Hòa nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định được đối tượng tình nghi. Đến tối 11 tháng 12, phát hiện đối tượng Nguyễn Ngọc Hiền tiếp tục mua hàng và thanh toán bằng tiền nghi là tiền giả. Các trinh sát hình sự đã ập đến bắt giữ. Đối tượng khai nhận các tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng mà đối tượng sử dụng thanh toán là tiền giả do đồng bọn cung cấp. Công an thành phố Tuy Hòa đã truy bắt thêm đối tượng Trần Văn Duy, khám xét nơi lưu trú của hai đối tượng trên tại thành phố Tuy Hòa. Cơ quan công an thu giữ một số dụng cụ thiết bị nghi để sử dụng làm tiền giả. Nguyễn Võ Quỳnh Trang, 26 tuổi, người hành hạ bé Vân An tử vong, vừa kháng cáo xin tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ mức án tử hình. Đơn kháng cáo đã được tòa gia đình và người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận. Các lý do xin giảm nhẹ hình phạt về tội giết người trong đơn của bị cáo chưa được công bố. Theo bản án sơ thẩm, từ tháng 9 năm 2020, sau khi ly hôn, Thái nuôi bé Vân An và sống như vợ chồng với Trang tại chung cư Sài Gòn Bên, quận Bình Thạnh. Do cha mẹ Thái không đồng ý cho anh ta kết hôn với Trang, Thái cũng không muốn có thêm con, nên Trang luôn ghen tuông tức tối. Từ tháng 10 năm 2021, trong thời gian được Thái giao chăm sóc Vân An, bé học trực tuyến tại nhà, Trang nhiều lần đánh đập con riêng của người tình. Riêng ngày 21 tháng 12 năm 2021, từ 14 giờ đến 18 giờ, Trang liên tục đánh bé An bằng cây gỗ đạp vào người, khiến nạn nhân bất tỉnh, sau đó tử vong. Tòa nhận định hành vi của Trang là quá tàn ác đối với người lệ thuộc mình, mất nhân tính, thực hiện vì động cơ đê hèn, có tính chất côn đồ, phạm tội với trẻ em, nên tuyên phạt bị cáo mức án tử hình về tội giết người, 3 năm tù về tội hành hạ người khác, tổng hợp hình phạt là tử hình. Xe tải mất kiểm soát lật ngang trên đường, tai nạn khiến đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đoạn qua địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang kẹt xe kéo dài và chiều qua. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30, xe ô tô tải chưa rõ tên tuổi tài xế điều khiển lưu thông theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh về Tiền Giang. Trong lúc xe đi qua đoạn km 44, tài xế được cho là tránh một phương tiện khác đang lưu thông cùng chiều nên khiến xe lật ngang xuống đường.
tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng phương tiện bị hư hỏng. Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm lật ngang, chiếm hết làn dừng khẩn cấp và gần hết làn đường số 2, khiến hàng loạt phương tiện khác lưu thông ngang qua gặp khó khăn. Hàng trăm phương tiện nối đuôi nhau trên đường kéo dài khoảng 4 km, trong khi đó hàng loạt phương tiện chen chúc lưu thông trên làn dừng khẩn cấp. Nhận được tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã tiến hành điều tiết giao thông và xác minh xử lý theo thẩm quyền. Công an thành phố Lào Cai đang điều tra làm rõ nguyên nhân xe ô tô mất lái rơi xuống hố sâu xảy ra chiều tối qua. Lực lượng cứu hộ cũng đã giải cứu những người mắc kẹt trong xe. Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 16 tháng 12, người dân phát hiện một chiếc xe ô tô rơi xuống hố sâu khoảng 20 mét so với mặt đường tại khu vực phường Bắc Lệnh. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Lúc này bên trong xe có 3 người bị mắc kẹt và không thể thoát ra ngoài. Các chiến sĩ đã đưa bằng cà xuống dưới hố cho các nạn nhân nằm lên, sau đó dùng xe cẩu đưa từng nạn nhân lên trên. Các nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện cấp cứu. Ghi nhận tại hiện trường, xe ô tô lộ 5 chỗ bị bẹp dúm nằm dưới hố sâu. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, có thể chiếc xe này đã gặp nạn từ đêm hôm trước, nhưng các nạn nhân không thể thoát ra ngoài và cũng không ai hay biết. Chiều tối qua, một vụ cháy xảy ra sát bên một khu nhà trọ ở Bình Dương khiến nhiều người dân hoảng sợ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy. Theo đó, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18:30 tại bãi đất trống nằm phía sau một bãi phế liệu sát bên khu nhà trọ nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường An Phú, thành phố Thuận An. Do tại đây có rất nhiều rác thải nên lửa bốc cháy dữ dội. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hỏa đã điều xe cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng 30 phút, lửa được khống chế. Theo ghi nhận, trên đường Mỹ Phước Tân Vạn có khá nhiều bãi đất trống. Người dân thường xuyên đổ trộm rác vào ban đêm, sau đó đốt rác gây ô nhiễm môi trường và rất nguy hiểm đối với những hộ dân sống sát bên. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ. Lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 25 tấn thực phẩm bẩn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Long Phát ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, các sản phẩm như thịt gà, bò, nội tạng động vật trong kho hàng của công ty này không có tem nhãn, giấy chứng nhận hợp quy chuẩn. Trong đó có nhiều thực phẩm bốc mùi hôi thối. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không cung cấp được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Thế giới có gì là nội dung chính trong phần tiếp theo. Tranh cãi xung quanh việc Twitter khóa tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng của Mỹ. Những người chiến thắng năm 2022 tại cuộc thi nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm. Twitter đã khóa tài khoản của một số nhà báo nổi tiếng của Mỹ. Động thái này diễn ra sau khi ông chủ mới của mạng xã hội này là tỷ phú Elon Musk tuyên bố quy định cấm cung cấp thông tin cá nhân áp dụng cho tất cả mọi người, kể cả nhà báo. Theo thông báo, Twitter đã đình chỉ tài khoản của một số nhà báo, trong đó có phóng viên báo The New York Times, Washington Post, hãng tin CNN và Mashable. Giải thích về việc khóa các tài khoản này, ông Elon Musk nhấn mạnh quy định cấm chia sẻ thông tin cá nhân áp dụng với tất cả mọi người, kể cả nhà báo. Người phát ngôn của The New York Times hy vọng tài khoản của tất cả những nhà báo này sẽ được khôi phục và Twitter sẽ trả lời thỏa đáng về hành động này. Trong khi đó, CNN cho rằng quyết định của Twitter là vội vã và không công bằng. Ông Elon Musk từng nhiều lần cam kết duy trì quyền tự do bày tỏ ý kiến trên Twitter. Sau khi sa thải hàng ngàn nhân viên, Twitter hiện đang chủ yếu dựa vào công nghệ tự động để kiểm duyệt nội dung. Theo ước tính, mỗi năm có đến hàng triệu tấn rác nhựa bị thải ra đại dương. Để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, một công ty khởi nghiệp tại California, Mỹ đã nghiên cứu, chế tạo và sản xuất một loại túi đựng với chất liệu hoàn toàn mới, thân thiện hơn với môi trường mà vẫn giữ được các tính chất như túi nhựa truyền thống. Các túi đựng bằng trong biển này là sản phẩm của công ty Sway có trụ sở tại San Francisco. Chất liệu này mỏng, có khả năng nhựa màu và dễ kéo giãn như nhựa truyền thống. Tuy nhiên, trong biển có ưu điểm là dễ phân hủy, tiết kiệm được tài nguyên cũng như chi phí sản xuất so với nhiều chất liệu thay thế khác. Bên cạnh đó, việc trồng trong biển cũng tăng thu nhập cho người dân ở các thành phố biển, giúp cải thiện chất lượng môi trường nhờ vào quá trình trao đổi chất của cây. Công ty Sway cho biết,
ngoài sản xuất túi, cellulose từ trong biển cũng có thể được dùng để sản xuất mở rộng nhiều sản phẩm khác trong đời sống. Hãng sản xuất đồ chơi Playmobil của Đức nổi tiếng với các đồ chơi truyền thống, đồ chơi giáo dục. Mỗi năm hãng tung ra 150 triệu sản phẩm, trong đó phần lớn được sản xuất tại nhà máy lớn nhất của hãng đặt tại Manta. Trong nhà máy có 1.300 nhân viên, bộ phận thiết kế gồm gần 100 người. Họ liên tục tìm ý tưởng cho loại đồ chơi bằng nhựa nhỏ bé mà đầy cá tính này. Nhóm thiết kế nghiên cứu phát triển sản phẩm dựa trên nghiên cứu về sở thích của trẻ em khi chơi đồ chơi, chúng thích gì. Có vẻ như đồ chơi mới phải theo sát thị hiếu của trẻ. Mỗi tháng nhà máy cho ra đời trung bình 2 mẫu sản phẩm mới. Vì mẫu thiết kế là mẫu đã có trước đây, nhưng nay được cập nhật cho phù hợp với bối cảnh mới của thị trường và sở thích của trẻ em. Playmobil tin tưởng rằng sản phẩm của họ có tính chất bền bỉ, gắn bó lâu dài với trẻ em. Thậm chí Playmobil còn được truyền lại cho các trẻ sinh sao trong gia đình. Cuộc thi Nhiếp ảnh gia thiên nhiên của năm vừa công bố những người chiến thắng năm 2022. Những tác phẩm đạt giải được chọn từ 20.952 bức ảnh gửi từ hơn 96 quốc gia và vùng lãnh thổ về tranh tài. Người đoạt giải cao nhất là nhiếp ảnh gia Dmitry Kon đến từ Nga với bức ảnh Ngôi nhà của những chú gấu với phần thưởng là 3.200 đô la Mỹ. Theo các giám khảo, cả hai chú gấu Bắc Cực đều khơi gợi cảm xúc phức tạp đối với người xem. Đoạt giải trong hạng mục phong cảnh là bức ảnh của nhiếp ảnh gia người Hungary Henga Urban. Bức ảnh có tên Cơn mưa tôi mong đợi của nhiếp ảnh gia người Nhật Bản Kazushige Horiguchi chiến thắng ở hạng mục dưới nước. Giải thưởng hạng mục đầu tư gọi tên nhiếp ảnh gia Fred Hagenhoff với bức ảnh một cô bé đòi chiếc mũ gấu trong lễ hội gấu mùa đông ở Transylvania. Thế giới là của tôi chiến thắng hạng mục động vật có vú The Sacha Fonseca chụp tại vùng Ladakh, dãy Himalaya thuộc Ấn Độ. Bekha Shuba người Áo chiến thắng ở hạng mục động vật khác. Nổi bật trong bức ảnh là những con Prosimus safari, một loài giáp xác rất nhỏ tồn tại trong nước. Hôm qua, giải lướt sóng LPGA Surf City mở rộng 2022 đã khởi động tại bãi biển Las Canteras thuộc quần đảo Canaria, Tây Ban Nha. Đây là giải đấu dành riêng cho người khuyết tật, giúp họ vượt qua những giới hạn bản thân và thể hiện niềm đam mê với thể thao. Đây là lần thứ 5 giải đấu được tổ chức và là một phần trong hệ thống giải vô địch lướt sóng quốc gia Tây Ban Nha. Tham gia vào môn thể thao đòi hỏi nhiều kỹ năng giữ thăng bằng, định hướng khi phải đối mặt với nhiều cơn sóng dữ. Những vận động viên khuyết tật đã phải vận dụng nhiều kỹ năng hơn ngoài các kỹ thuật cơ bản. Tâm lý là rào cản lớn nhất ngăn cản bạn bước đến thành công. Chỉ cần bạn phá bỏ giới hạn đó, bạn sẽ làm được những điều tưởng như bất khả thi. Vì không có thị giác, tôi đã tận dụng tối đa các khả năng khác của bản thân, đặc biệt là thính giác. Tôi lắng nghe và nắm bắt những âm thanh nhỏ nhất của các đợt sóng, từ vẽ lên trong đầu một bản đồ của vùng biển. Ngoài ra, tôi cũng có thể dò hỏi những người khác về địa hình trước khi vào phần thi. Giải đấu sẽ diễn ra đến hết ngày 18 tháng 12. Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ nguyên nhân một nam thanh niên nhảy từ cầu Phú Long xuống sông Sài Gòn tự tử vào khuya qua. Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút, anh Nguyễn Văn Tê, 20 tuổi, quê Phú Yên, đi xe máy đến cầu Phú Long thuộc phường Thạnh Lộc, sau đó gọi điện cho một người quen. Ít phút sau, cha nạn nhân tìm đến, nhưng khi hai người vừa gặp nhau thì anh Tê nhảy xuống sông Sài Gòn trước mặt người cha. Nạn nhân chơi với dưới dòng nước được ít giây rồi mất tích. Nhận tin báo, lực lượng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt triển khai công tác lặn tìm. Hiện thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây chiều nay. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.